Hồi hộp quá mày ơi, không biết chúng ta sẽ được xây thành những công trình đẹp đẽ nào nữa. Là một ngôi nhà to tầng thì sao? Wow, hay là một bức tường thật là dài. Ôi, tao được bốc đây rồi, lát nữa gặp lại nha bồ. Ok bạn ơi, tí nữa gặp lại. Ôi đẹp.